Bây giờ tôi hỏi thật á, để thấy tôi dư khả năng làm ngôi chùa không? Nhưng mà tại sao tôi không làm? Nếu mà tôi chịu khó bỏ công cực chút và tôi làm ngôi chùa phải ra ra à? Cái này nói thiệt chứ không phải mình nổ. Mà tại sao tôi không làm? Các vị thấy nổi giờ các quân đại phải nổ nè, cái này nè, chiếu gần vô. Ông phải nổ nha. Các quân đại thấy đó, thầy trò mình làm mấy bữa nay á, tôi có xin ai đồng nào không? À, mà tiền nó vô nộp nộp. Bây giờ hỏi các huynh đệ cúng dường tôi còn không muốn nhận nó thiệt chứ không phải tôi nói tốt á. Các huynh đệ đi cực khổ qua đây làm công quả rồi mà còn bỏ bỏ tiền vé máy bay, bỏ xăng, bỏ dầu, bỏ ngày, bỏ giờ mà còn dành cho cúng dường này không phải nổ á. Nó thật sự đó, thật ra nó rõ là bây giờ tôi muốn làm chùa. Chùa nó như cái chùa mà cỡ cả chục triệu đô không có, chứ giờ chùa giỏi chừng 500 ngàn triệu đô là phải ra, trong khi tôi có đủ khả lực tôi đứng tên đó mà. Còn trong khi các thầy mua thường thường á, các thầy mà mua mà nếu không in không có rệt thì sao đứng tên, phải nhờ Phật tử các vị đứng tên. Cái này tôi nói thiệt chứ phải mà mình nổ à nghe. Sao mình đâu có ra gì, tôi thấy mấy ông ở đâu à. Đó, cho nên cái gì đó nó thật sự ra, nhưng mà tại sao tôi thấy không khéo á, nó là nguyên nhân của mọi tội lỗi. Vì thứ nhất á, giờ anh em huynh đệ trong nhà tôi cũng nói thiệt à, cái tánh tôi thì nóng, tôi hay phang bất tử, nếu tôi không kìm được tôi phang bất tử thì Phật tử nó phiền, thấy không? Thôi thà vậy thôi, mình đừng có làm chùa, làm cái am nhà ai thích tới không thích thì thôi, thà tôi dạy đạo trên mạng hay là ai thích tới thì tôi nói đạo. Chứ hỏi tôi làm chùa thì phải nương chiều Phật tử, làm nếu mà đứng ra làm một cái chùa mà gặp nói chuyện như tôi vậy ai cúng? Bởi vì giờ sao chỉ không có chùa cho nên ta mới cúng. Còn nếu có chùa chưa chắc người ta cúng phải không? Rồi không đi nói chuyện các vị suy nghĩ coi, cho nên cái người trụ trì ít nhất phải hiền, phải vuốt ve, phải cúng cầu, phải phải khéo mọi việc. Còn như tôi thì chỉ có được cái là tôi sống coi như bình dân, với tôi sống gọi là biết nấu ăn siêng năng chút thôi, chứ còn cái chuyện khác tôi đâu có biết vuốt, tôi là không có vuốt nha, không có nịnh hót, không có vuốt ve. Nó cho nên nó thật sự vậy à, nó trở lại cái vấn đề á, cho nên cái chùa đó nếu như phải thờ thì cái chùa là cái nơi già lam thánh địa, không phải thờ nó là địa ngục trần gian đó. Nó luôn luôn nó hai mặt à, phải không? Nó giống như dao hai lưỡi vậy đó. Đó rồi thí dụ như có nhiều người tu hành các cái chùa rồi cái nghĩ chùa đó của tôi à. Bao nhiêu Phật tử không vô cuối cùng của tôi. Nó bây giờ là cái nhà này tôi nói của tôi được nè. Thí dụ tôi có tiền thì tôi tiếp tục tôi đóng tiền tiếp, không có tiền tôi bán. Vậy thôi không sao. Bởi vì mình khi mình mua vô mình cũng đau cho mấy chục phần trăm thôi không, cho nên ý mình nói như vậy. Cho nên đây thì không có vụ mà gọi là cái gì, cái vụ mà đi đi cầm cố cái đây, mà cầm cố là nó thường thường ở Mỹ cầm cố nó sẽ bay nha, cho nên mình không có cầm cố refinance thì được, cái cầm cố thì không có chơi tình trạng đó. Thà thí dụ như đối đế lắm mình không có đó thì mình quyết định mình bán mấy tháng cũng được, bán đổ bán tháo mình đi vô housing mình ở, già thì vô nursing home ở vậy thôi. Đó là tôi nói theo kiểu ngang tài của tôi vậy đó. Cho nên các huynh đệ thấy ta nói khéo ăn thì no, khéo co thì ấm đó. Như vậy trở lại cái vấn đề á, trong cuộc sống con người vì cái lợi ích mà người ta sẵn sàng từ bỏ, dẫm đạp lên luân lý, tranh đoạt, cho nên cha con, thầy trò, anh em giết nhau, tạo phản lẫn nhau. Luôn cả chồng vợ nữa cũng vậy thôi. Cho nên xã hội luôn tồn tại người này người khác, không một ai có thể dung hòa thế giới này. Một khi tất cả thuận theo ý mình thì lòng kiêu ngạo nổi lên. Vì vậy tại sao mình lại không thuận theo ý chí người khác? Con người bị sự cố chấp chấp chặt như vậy cho nên phiền não và khổ đau. Như vậy thì cái lời cuối cùng á, cái điều thứ năm tôi muốn chia sẻ với các vị đó là trong cuộc sống này như lời Đức Phật nói đó, không ai đủ khả năng chuyển hóa toàn thế giới này được.
thế giới nhân loại. Không ai đủ khả năng chuyển hóa toàn thế giới nhân loại hết đó. Ta có chuyển hóa một phần nào, người nào thôi, chứ còn Đức Phật đã nói là năng độ vô lượng, vô số, vô biên chúng sanh, nhi bất năng độ tận chúng sanh giới. Vì vậy mà mấy thầy á, cái sai lầm mấy thầy là cứ đi tìm bên ngoài mà độ đệ tử đông đi theo rần rần, tưởng đâu đó là ngon. Trời ơi, nó dây mơ rễ má, phiền não lắm. Cái ngon nhất á, là như tôi nói cái ngon nhất là làm sao mà tới cái ngày cuối đời của tôi không còn một móng Phật tử nào là tôi ngon nhất. Còn mà theo rần 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 chưa hẳn họ tu hành nghe. Bởi vì mình có, mình họ thấy mình có uy tín, cho nên họ theo, họ tưng hô dạng tới đó. Sự việc xảy ra trong 2 tháng mấy gần đây đó. Một ông cư sĩ làm nghề thuốc thôi đó mà, ba hồi thì đưa lên thần y, lương y đưa lên thần y, rồi giờ thần y, rồi giờ trở thành lang băm, rồi giờ mình không biết là cái gì y nữa đây. Giờ 3 danh từ, lương y, thần y, rồi lang băm, rồi bây giờ ai muốn gọi cái gì đúng. Giờ thật sự là mình không theo bên nào hết trơn, thì mình thấy 3 tên không có tên nào gọi là trúng hết trơn á. Đó, cho nên các vị thấy, cho nên là cuối cùng rồi sao khổ đau, chồng chất cái khổ đau. Đó, hồi nào thì được người ta tôn trọng lên thần y thì ở trên ngọn cây, giờ ta đẩy xuống xuống địa ngục rồi gọi lang băm, thấy không, đau khổ, khổ đau. Mà nói vậy chứ chỉ có phần thánh không đau khổ thôi nghe các vị. Thần còn chưa hẳn là không đau khổ, chỉ có các bậc thánh thôi, chứ thần còn đau khổ à. Bởi vì bất tư nghì danh thần mà. Thần còn đau khổ, thần là gì? Thần là sanh di tướng tử di thần, còn đau khổ à. Chỉ có thánh không đau khổ, thánh là cái bậc mà làm chủ được thân khẩu ý, tự tại được các pháp, cái bậc là thánh nhân xuất thế đó. Chứ đừng nói, ví dụ bây giờ đau khổ thấy mẹ, nhưng mà phải đặt cắn răng nói đạo đức chứ sao nói sao giờ. Chúng lại nói tôi đau khổ, tôi đau khổ. Cảm ơn rồi thôi, cuộc đời luôn luôn nào lúc nào cũng phải có sóng gió vậy thôi, đó nói an ủi thôi, phải không? Nhưng mà thật sự trong tâm thức á, nó sống động ở trong đó. Cho nên vậy mà cuộc đời chúng ta cũng đừng có mong sống trên ngọn cây, mà cũng đừng có chui ở trong lòng đất, mà chúng ta cứ sống mặt đất bình thường, cho nên gọi là bình thường tâm thị đạo. Thôi cuối cùng tôi tặng cho anh chữ đó đi về đó, bình thường tâm thị đạo, thôi nghỉ. Rồi cảm ơn đại chúng nghe. Nói chuyện cướp, tự đâu tôi cúng dường nhiều, nó giết tôi chị.